CAAN TV. Xin chào các bạn. CAAN TV học mỗi ngày. Xin gửi đến các bạn học Kanji bài 3. Vâng, trước khi đi vào chương trình, tôi lại gửi đến các bạn một câu Kotowaza. Hôm nay câu Kotowaza tôi muốn giới thiệu đến các bạn đó là câu Saru mo ki kara ochiru. Sa đự là con khỉ các bạn nhé. Ki là cây này. Ochiru là rơi. Đây tôi lấy hình ảnh ở đây là một con khỉ. Con khỉ thì các bạn như các bạn biết đấy, con khỉ thì cái kỹ năng mà trèo cây, leo cây của nó thật là giỏi, rất giỏi. Vì suốt ngày là leo trèo, chơi, vui chơi rồi lấy hoa quả, đúng không? Ăn. Nhưng mà Ki kara ochiru có nghĩa là con khỉ này giỏi là như vậy rồi. Nhưng vẫn có thể bị ngã. Kore itai yone. Ngã rất đau đúng không? Thì ý nghĩa của cái câu Kotowaza này là gì? Ý nghĩa là Kinobori ga jozu na saru demo, tức là con khỉ mà trèo cây giỏi như thế nào ấy. Toki ni wa ki kara ochiru koto ga aru, tức là mặc dù cái kỹ năng leo trèo giỏi đến mấy nhưng có lúc vẫn bị ngã đấy, đúng không? Hito ni totte wa ne, mà đối với con người, donna meijin demo shippai suru koto ga aru koto, tức là đối với người nào cũng vậy thôi, thì cũng có lúc thất bại, đúng không? Thì đấy là ý nghĩa của câu Kotowaza này. Nhưng tôi muốn chia sẻ với các bạn là mình qua cái câu Kotowaza này ấy, thì trong đời sống hàng ngày thì chúng ta rút ra được cái gì, chúng ta nên làm cái gì để sao cho những cái mà mình đặt ra, những cái mình không muốn, những cái mà cái kỹ năng hàng ngày mình rất là giỏi mà tự nhiên mình lại bị失敗, mình lại bị thất bại ở những cái như thế, đúng không? Nó rất là tiếng Nhật gọi là gì, kudaranai, tức là rất là vô nghĩa, vô duyên, đúng không? Thì để làm cái việc đấy chúng ta phải làm gì? Ví dụ như là hàng ngày chúng ta học này, học 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 hành, học thi này, có những cái rất là đơn giản, ví dụ như một cộng một bằng hai chẳng hạn, mà đến lúc thi biết thế nào lại 2,1, đúng không? Lập tức là bị không điểm ngay. Hoặc là ví dụ như là chúng ta chuyển dữ liệu cho khách hàng, mình làm program rất tốt rồi đấy, nhưng mà trong lúc test, trong lúc bắt chương trình nó bị hỏng ở đâu đấy chẳng hạn, mình không tìm ra. Nhưng mà nếu mà mình mà những cái đấy có khi lại rất quen thuộc với mình hàng ngày, đúng không? Hoặc là trong lúc vận hành máy, có khi mình làm vận hành cái máy móc này 10 năm rồi, 12 năm rồi, rất là quen, đúng không? Nhưng mà nếu mình không để ý, đúng không, lơ đễnh, hoặc là mình cảm thấy nó dồi dư, tức là lấy nó thuần thục quá rồi, nhưng vẫn có thể xảy ra những cái lỗi rất là cơ bản đáng tiếc, đúng không? Thì để làm để giảm thiểu những cái việc như thế thì chúng ta phải làm gì? Tức là chúng ta luyện cái kỹ năng ngay trong đầu của chúng ta. Ở đây tôi vẽ cái hình này, cái hình này đó là cái checklist, trong đầu chúng ta luôn luôn có cái checklist, tức là học và chuyển dữ liệu. Trước khi chuyển, đúng không? Chỉ cần vài phút thôi mình check lại. Ví dụ như chuyển dữ liệu hay là học thì là thực sự là cái đấy mình đã có thời gian mình phải view lại này, thực sự đó là mình làm nó chuẩn chưa, đúng không? Các bước test đã chuẩn chưa, xạ gill đã chính xác chưa, đúng không? Rồi các kết nối như thế nào, ví dụ như các bạn làm bài thi, các bạn làm nhanh chẳng hạn, còn 15 phút check lại từ đầu đến cuối, đúng không? Nó không mất cái gì cả, còn hơn là cứ ngồi lêu hêu chơi, đúng không? Hoặc là vận hành máy cũng thế, trước khi ấn nút start bắt đầu thì chúng ta kiểm tra, ở Nhật là hay họ hay nói là yosh yosh yosh, tức là này được được được, tức là trong đầu của những cái người công nhân lành nghề hoặc là ở Nhật ý, thì họ được dạy cái văn hóa là check trước khi làm cái gì, trước khi start độ, trước khi bắt đầu cái gì, check toàn bộ những cái công đoạn của mình xem đã tốt chưa. Nếu mà không trước khi ấn cái nút đấy là mình không thể quay lại được nữa rồi, đúng không? Thì
すべてチェックしましたか? あなたはすべてチェックしましたか? Bạn đã kiểm tra toàn bộ chưa để trước khi bắt đầu đúng không? Thì đó là cái tôi muốn chia sẻ cái câu Kotowaza này với đến các bạn. Thì đây là chúng ta đi vào chương trình của học bài 3. Vâng, thì ở học bài 3 ấy, thì tôi hôm nay tôi giới thiệu với các bạn cái từ sau đây. Và cũng như các bài trước thì tôi sẽ giới thiệu cụ thể vào từng trang sau. Thì từ đầu tiên ấy, từ đầu tiên thì âm Hán Việt của chữ này là chữ điền đúng không? Chữ điền ấy thì như các bạn nhìn này, đây tôi lấy cái hình ảnh đồng lúa này. Đây. Đấy. Thì là chia thửa ra đúng không? Và bờ ruộng và đây là cái chữ điền của chúng ta đúng không? Còn đây là mà Hichijun và thứ tự viết nhá các bạn nhá. Bạn nhớ nhá. 2 này, 3 này, 4 5 đúng không? 5 nét. Đây là khai thư, hành thư và thảo thư đúng không? Âm ông Yomi thì ta đọc là Den. Âm cưng Yomi, cưng reading thì chúng ta đọc là Ta và Da. English meaning thì là cái này là xuất phát từ ruộng lúa nước đúng không? Thì đọc là Rye field. Ví dụ sử dụng thì chúng ta có những ví dụ sử dụng sau như Tambo là đồng lúa này đúng không? Tha ghệ trồng lúa, nhưng mà cái tha ghệ này thông thường là ở Nhật ấy họ trồng một năm một mùa lúa các bạn nhé, thì là đến khoảng tháng 5 gì đó thì thông thường là người nông dân họ sẽ tha ghệ như nhà mình gọi là gieo mạ đấy, là đi gieo mạ gieo 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 đấy thì gọi là tha ghệ nhé. Vâng, Sweden, Sweden là ruộng lúa nước. Vâng. Và denen là các vùng nông nghiệp. Thì là những cái từ mà chúng ta có thể sử dụng với chữ điền. Và từ từ tiếp theo. Từ tiếp theo âm Hán Việt là chữ lực. Đấy, tôi lấy hình ảnh ở đây là có một lực sĩ thể hình đúng không? Rất là macho. À, tiếng Nhật là macho nói từ tiếng Anh nhé. Muscle, ở tiếng Nhật thì gọi là macho, rất là hay, là rất là đô đây. Thì cái anh lực sĩ thể hình này, đấy, cái hình tay như thế này, thì tạo ra cái chữ lực chúng ta đang dùng hiện nay. Và đây là thứ tự viết của chữ lực này, 1 và 2 đúng không? Khai thư, hành thư và thảo thư. Âm ông Yomi của chữ lực thì chúng ta đọc là hiệu cự và ly kỳ đúng không? Âm cưng thì chúng ta đọc là chikara. Tiếng Anh ấy, English meaning thì chúng ta đọc là power đúng không? Ví dụ sử dụng của chữ lực này thì có hiệu cự là năng lực đúng không? Năng lượng thì cũng dùng từ chữ hiệu cự này. Gakuryoku là năng lực học, tức là với mỗi chúng ta thì chúng ta có năng lực học về cái môn gì chẳng hạn, ví dụ như là Eigo Gakuryoku wa nandanku desu ka, tức là ở bên Nhật thì họ chia như các bậc tiểu học thì họ trung học thì họ sẽ chia theo rang ABCD đúng không? Gakuryoku thì họ sẽ chia theo rang là như thế. Denryoku là năng lượng điện đúng không? Điện năng điện, là đen điều cự để các bạn nhé. Đô điều cự, nỗ lực. Anata no kanji benkyo đô điều cự shimashita ka? Tức là bạn có nỗ lực học tiếng Nhật, học chữ Hán không, đúng không? Vừa rồi chúng ta học chữ gọi là gakku điều cự là năng lực học, còn là likigakku thì là lực học. Thì cái năng lực học và cái lực học này thì là nó cũng nghĩa cũng tương đồng với nhau đúng không? Thì là các bạn nhớ là chữ lực học thì chúng ta không đọc là liêu cự gác cự nhé, chúng ta đọc là liki gác cự. Ví dụ như kiểu mã lực chẳng hạn, thì ví dụ những bạn nào mà đọc những tạp chí ô tô ở bên Nhật ấy, thì họ sẽ dùng rất nhiều, ví dụ như bariki, ba là chữ mã là con ngựa, mã lực đúng không?
họ sử dụng hoặc dùng cho máy máy móc các loại máy trong công nghiệp ấy, rất thôi hay dùng 3 力 máy này bao nhiêu mã lực chẳng hạn. Thì họ sử dụng vũ lực này và kyoryu cự hợp lực đấy, teamwork cự nokyo ryoku okage de kikkao tatsushimashita, tức là cái teamwork của chúng ta, cái tính hợp lực của teamwork của chúng ta thì đã tạo ra một cái kết quả rất rất tốt chẳng hạn. Chúng ta có thể nói như vậy đúng không? Chữ hợp lực. Từ tiếp theo từ âm Hán Việt là chữ nam đúng không? Thì ở đây là ngày xưa ấy là những người đàn ông con trai đúng không, là đi cấy lúa, làm việc đồng áng rất là nặng, thì là xuất phát từ ruộng lúa này. Và tôi để cái hình ảnh của lực sĩ cử tạ đinh đúng không, xuất đinh đấy, ngày xưa ở Việt Nam hay gọi là các xuất đinh, nhưng là các xuất của con trai. Thì đây là hình ảnh của chữ nam đúng không, đồng lúa này. Chikaramochi đó nhé, tức là lực là phải cấy lúa, làm ruộng. Đây là thứ tự viết của chữ nam đúng không, 3 4 5 và 6 7 đúng không. Đây là khai thư, hành thư và thảo thư. Đây bạn nhìn viết thảo thư này, có 2 nét rồi. Đấy, cần chữ này cũng vậy, 2 này, 3 này, 4. Rất là nhanh đúng không? Thì chúng ta có thể sau này chúng ta có thể bắt chước cách viết của sau cái chương trình của các bạn xem CNTV thì các bạn có thể hoàn toàn bắt chước. Cái chữ này thì cứ thông thường theo cái cách viết Hichiyun thôi. Chúng ta viết cũng mà đầu tiên ấy, tôi muốn các bạn đầu tiên phải viết đẹp cái chữ này đã. Đúng không? Viết đẹp và chuẩn. Sau đó khi các bạn memo, các bạn phải viết tốc ký nhanh trong cuộc họp thì các bạn có thể dùng cái chữ này. Đấy. Âm ông Yomi của chữ nam thì chúng ta đọc là Dan và Nan. Âm cưng thì là Otoko. Và English meaning thì đọc là Man. Ví dụ sử dụng thì là Otoko no ko, tức là con trai, bé trai, những bé bé trai hoặc là những người người con trai thì đọc là otoko no ko. Dansei, nam giới, nam giới nữ giới. Dansei. Học sinh nam, học sinh con trai thì đọc là Danshi gakusei. Cái chỗ này là chữ chữ đọc chữ này là xì nhé, Danshi gakusei, học sinh nam. Và Chonan, trưởng nam, thì cũng như ở Việt Nam thôi, Nhật họ cũng Chonan, trưởng nam, thứ nam thì đọc là Jinan chẳng hạn. Đấy, thì là những cái từ chúng ta dùng với chữ nam. Vâng. Từ tiếp theo, âm Hán Việt là chữ nữ. Vừa rồi chúng ta học chữ nam thì bây giờ chúng ta học chữ nữ. Thì hình ảnh là tôi lấy hình ảnh từ một cô gái múa ba lê ha, tay là rất rất là đẹp, yểu điệu đúng không. Và đây là chữ nữ của chúng ta đang dùng bây giờ. Thì thứ tự viết của chữ nữ này 1 2 3 nét các bạn nhá. Vâng, đây cái chữ nữ mà khi mà viết thảo thư là viết như là chữ mề luôn đấy. Mà về sau ấy, sau này tôi sẽ gửi các bạn một cái bài về nguồn gốc của Hiragana của chữ Hán, thì nó sẽ là cái chữ như vậy đúng không? Các bạn chờ đón bài Hiragana và chữ Hán thì tôi sẽ giới thiệu các bạn cụ thể hơn. Âm ông Yomi của chữ nữ đó là chúng ta đọc là Yo, Nhiều và Nhiều. Âm cưng thì đọc là Ona và Mẹ đúng không? English meaning woman. Đó, đấy, để nghĩa tiếng Anh. Ví dụ sử dụng thì là Onanoko là con gái, bé gái và đúng không? Josei nữ giới đúng không? Vừa rồi chúng ta học Dansei, bây giờ là Josei nữ giới. Vừa rồi có trưởng nam thì bây giờ là có Chojo là trưởng nữ đúng không? Kanojo người yêu đúng không, các bạn trai
Đã có người yêu chưa? Anata wa kanojo ga imasu ka? Bạn đã có người yêu chưa, đúng không? Có bạn gái chưa? Nhà mình rất hay hỏi. Gặp nhau quán cà phê, lâu lâu không gặp, vỗ vai. Anata no kanojo ga iru? Hỏi thân thiện kiểu có bạn gái chưa chưa mày? Đấy, đúng không? Niobo là vợ. Cái chữ này là người Nhật của người ta thỉnh thoảng người ta cũng sử dụng, nhưng mà họ sử dụng rất là nhiều từ. Ví dụ như trong hàng ngày thì họ gọi là yomesan, tức là nàng dâu chẳng hạn, thì là hoặc là ốc san. Ốc san là nói là kiểu như nhà mình gọi là vợ người ta thì nói là ốc san. Thông thường là vợ mình thì hay đọc là yomesan. Yomesan quá nan to ka đấy. Đừng gọi là watashi no ốc sằng, ốc sằng thường là vợ người ta thôi. Và megami là nữ thần. Đấy, là những cái từ chúng ta có thể dùng với chữ nữ. Vâng. Chúng ta đi đến từ tiếp theo. Đó, âm Hán Việt là chữ tử hoặc là chữ tý, đúng không? Thì nó là hình thành những cái cậu bé này. Giang tay này, ha, nhìn trông rất đáng yêu đúng không? Kawaii. Đây là chữ tử của chúng ta đang dùng bây giờ. Và đây là thứ tự viết ba nét các bạn nhé. Một, đấy, hai, ba đúng không? Khai thư, hành thư và thảo thư. Ông Yomi thì chúng ta là si hoặc là sự. Âm cưng thì đọc là cô. English meaning thì chúng ta đọc là chai. Và bạn nhớ vấn đề chai đúng không? Trẻ con đấy đúng không? Ví dụ sử dụng này. Như vừa rồi chúng ta đã dùng với chữ nữ này. Onanoko bé gái, hoặc là otokonoko là bé trai đúng không? Kodomo trẻ con. Vâng. Trẻ con rất là kawaii đúng không? Và Denshi jisho, từ điển điện tử, cũng là chữ tử này, điện tử này đúng không? Và yosu, tình trạng đúng không? Hỏi tình trạng. Anata no yosu wa daijoubu desu ka? Tức là nhìn thấy ví dụ anh bạn ủ rũ quá, hỏi anata no yosu wa daijoubu desu ka? Kanojo wa ne, chotto ne, もう、分けてくださいと言ったからね、もう、います。たまらないさ、寂しいですわ。ví dụ, anh nói như vậy, là hỏi là, này, tình trạng mày sao vậy? Đấy. Thì anh ấy trả lời là, vừa bị người yêu đá, buồn quá. Đấy. Thì có thể là dùng vô sư vào cái ví dụ như vậy, đúng không? Thứ tiếp theo là chúng ta âm Hán Việt là chữ học. Này, học nhé. Học là ở đây là hình ảnh này. Có một bé trẻ em này đến trường đúng không? Đây là mái trường này. Thì đến trường trẻ em phải 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 đến trường học đúng không? Bắt buộc là phải đến trường trường học đấy, không được chơi lung lêu hêu đâu, là phải đi học đúng không? Thì đó là chữ học này đây. Chữ học. Đây là thứ tự viết chữ học 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn nhớ nhé, 1 2 3 4 5 6 7 và 8 nét đúng không? Và khai thư, hành thư, thảo thư của chữ học. Âm ông Yomi thì là đọc là gắt cự và gắt. Và âm cưng thì đọc là mana đúng không? English meaning nghĩa tiếng Anh thì là learning hoặc là learn đúng không, học. Ví dụ sử dụng là có gakusei, học sinh, bạn học sinh đi học cấp 1, cấp 2, đai gakusei, đại học chẳng hạn đó. Đại học. Gakko, đấy, gakko là trường học đúng không? Mainichi gakko ikimasu. Sugota no si desu. Tức là ngày nào cũng đến trường mà rất là vui vẻ. Quan trọng là trẻ 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 con đến trường là phải vui vẻ đúng không? Học hành phải vui vẻ, không có áp lực gì cả. Bưng gạc cự, văn học
Đấy, chữ văn và chữ học, bungaku và chữ này đứng một mình, âm cưng thì chúng ta đọc là manabu, học hành, học. Cái chữ manabu này ở Nhật cũng có rất là nhiều tên, ví dụ là Yamamoto Manabu hoặc là Matsumoto Manabu, có rất nhiều người đặt tên chữ học này để mong muốn con cái mình lớn lên cũng học hành tốt, đúng không? Cũng giống như mình thôi, ở Nhật và ở Việt Nam thế thôi, ai cũng muốn con cái mình học hành tốt, sau này có nghề nghiệp ổn định và thực sự là còn có làm được nhiều của cải vật chất cho xã hội. Đấy, chữ học đúng không? Chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta cũng phải học 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 nữa, học mãi đúng không? Lúc nào cũng phải học. Đời đời người nó là một cái quá trình học, học chữ, học đi, học đứng, học kỹ năng đúng không? Bây giờ thời đại công nghệ rồi, chúng ta còn phải học sử dụng thiết, đầu tiên phải sửa học sử dụng thiết bị công nghệ này đúng không? Rồi làm nhiều thứ nữa, học suốt ngày, học thôi, phải học đấy. Vâng, để chia sẻ với các bạn là như vậy. Và từ tiếp theo âm Hán Việt đó là chữ sinh, đúng không? Chữ sinh ấy thì là ở đây hình thành là từ cái cây hay, hay mọc làm có mầm có lá đúng không? Đấy, sinh sôi nảy nở thì đây là chữ sinh của chúng ta đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, đây là thứ tự viết của chữ sinh. Các bạn nhớ thứ tự viết nhé. Đây là khai thư, hành thư và thảo thư đúng không? Âm ông yomi của chữ sinh thì đọc là say, yo và show. Âm cưng, cưng reading nhé, thì đọc là ư, i, ha, nama, ki và o. Cái này tương đối nhiều nhưng mà sau này các bạn cứ nhớ là như vậy thôi, không nhất thiết là phải hết pa sen tổ, tức là 100% phải nhớ ngay nhưng bây giờ, nhưng mà input trong đầu là cái bài này sẽ có những cái từ là đọc là như vậy, thì sau này dần dần trong tại vì cái bài này là tôi dạy các bạn là cái chương trình này, bây giờ tôi đang dạy các bạn là kanji thôi, thì về sau còn nhiều thứ trong ví dụ, học chúng ta học ngữ pháp, học bưng sồ đúng không, sẽ xuất hiện dần dần những cái từ này thì đúng lúc đấy chúng ta sẽ nhớ dần dần thôi. Chứ không nhất thiết là bây nhớ nhớ bây giờ, là tôi nghĩ là chắc hơi mơ đi đúng không, nhớ cách viết chữ kanji này đó là quan trọng. Là này, English meaning thì là birth đúng không, sinh ra, được sinh ra. Ví dụ sử dụng của chữ sinh thì có sensei, giáo viên, và umareru, được sinh ra đúng không, give a birth đấy, tiếng Anh nó là đọc là như vậy đúng không? Ikiru, sống. Đấy. Mara ikiteru kono sakana wa, tức là con cá này ra chợ vẫn thấy nhảy nhảy nhảy, ô con cá này vẫn đang sống đúng không? Vâng. Tanyobi, sinh nhật. Anata no tanyobi wa itsu desu ka? Sinh nhật của bạn là lúc lúc nào đúng không? Tanyobi wa kanojo to kanojo kara nanka muratta. Đấy. À, hỏi anh bạn là này, sinh nhật người yêu tặng gì đấy đúng không, hay là Anata no ka no jo no tanjoubi ni nanka junbi shita, và ngày sinh nhật của người yêu thì chuẩn bị nghĩ chuẩn bị cái gì rồi đấy. Và hai rự là sinh trưởng, cái này dùng cho ví dụ cây cối đúng không, hai rự này nama tươi sống đúng không, là ví dụ những đồ tươi sống ở bán ngoài siêu thị. Nhật thì hay ăn những cái đồ như sashimi là cá sống chẳng hạn, thì là những cái đồ đấy thì chúng ta gọi là nama đúng không, tươi sống, những cái đồ mà chưa qua chế biến thì là nama. Vâng, từ tiếp theo chúng ta học âm Hán Việt là chữ tiên. Chữ tiên ấy thì đây tôi lấy hình ảnh của vận động viên điền kinh rất là nổi tiếng trên thế giới, Usain Bolt. Anh này anh chạy rất nhanh, lúc nào cũng bỏ cách xa đối thủ của mình 2 bước là bình thường đúng không, thì anh này vì chạy nhanh thế đâm ra là lúc nào anh cũng cán cái đích đầu tiên. Đây, đây là hình ảnh của một người chạy 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 cán đích đầu tiên, đây là
cái vạch cán đích đúng không? Thì tiên là chữ đi trước. Đấy. Thì đây là chữ kanji của chữ tiên và đây là các bạn nhớ này, đây có 6 nét nhá. Hichijun nhá. Để khai thư, hành thư và thảo thư đúng không? Thế âm ông Yomi của chữ tiên thì chúng ta là sen, và âm cưng thì chúng ta đọc là saki. Vâng. English meaning, nghĩa tiếng Anh là ahead. Vâng. Đằng trước đúng không? Ví dụ sử dụng của chữ tiên thì chúng ta có sen getsu đúng không? Hôm trước, hôm qua chẳng hạn đấy, sen jitsu. Đấy, hôm qua sen jitsu nan ka attan dakke. Đấy, ví dụ hỏi trong công ty một anh hôm trước nghỉ thì hỏi sen jitsu nan ka attan dakke, tức là hôm trước là có việc gì không? Toku ni sen jitsu nani mo nai wa, tức là chả có cái gì thay đổi cả. Đấy. Senpai, từ từ người đi trước là senpai đấy. Từ 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 đây là, ở Nhật ấy, thì là có senpai gohai, người đi trước người đi sau, văn hóa rất là rõ ràng. Và người đi trước xem các senpai là phải có trách nhiệm dạy cho các gohai về về ví dụ về lưu lự, về cách ăn nói ứng xử và kể học hành nữa thì văn hóa này thì dần dần thì ở những bạn mà sang bên Nhật mà học và sang bên Nhật làm việc ấy thì sẽ thấy rất rõ cái senpai gohai, tức là người vào sau ấy thì là sẽ được người vào đi đi trước chỉ dạy và rất là có những senpai rất là được gohai rất tôn sùng tại vì văn hóa của họ là như vậy, văn hóa senpai gohai rất là rõ ràng, cái văn cự họ 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 rõ ràng về cái việc đó đúng không? Chúng ta dần dần chúng ta nếu mà những bạn mà chưa đi Nhật thì các bạn chưa cảm thấy cái văn hóa senpai gohai đâu, nhưng mà khi mà sang Nhật rồi các bạn sẽ thấy dần dần các bạn sẽ nhận ra là như vậy đúng không? Senzo tổ tiên và Sakini là đi trước. Sakini thì là ví dụ như là chúng ta đến Tsukuba đến đến chỗ làm thì có cái câu mà trước khi chúng ta đi về thì chúng ta hay nói là Osakini shichiresumasu, tức là tôi về trước, tôi thất lễ. Đấy, ở Nhật là hay chào nhau trước khi về là như vậy. Ví dụ còn ai đang ngồi lại vẫn đang làm việc nhưng mà mình đi về trước, mình bảo Osakini shichiresumasu, đúng không? Tôi về trước nhá. Đấy, thì đó là cách chào hỏi dùng chữ Saki này. Vâng. Chúng ta sẽ đi đến từ tiếp theo. Âm Hán Việt của từ này là từ Hà. Từ Hà ấy thì là hình ảnh là có một người xách cái đồ ở đây buộc cái dây à đi đi nhìn mang đồ đúng không Hà. Cái chữ Hà này âm à đây là thứ tự viết của chữ Hà các bạn nhé. 1 này, 2 3 4 5 6 7. Các bạn nhớ cái thứ tự viết nhé, đừng 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 viết cái này rất là basic như cái bài à những cái câu của Kotowaza tôi vừa chia sẻ các bạn ở trên đầu ấy, tức là những cái basic ấy mình phải nhớ từ những cái chữ cơ bản này đúng không, đừng đến lúc mà đi thi ấy, mà mình ví dụ mình miss một cái chữ một cái nét nào đấy thôi rất đáng tiếc, mặc dù là mình học cái này dễ như cháo chảy rồi ha, nhưng mà cuối cùng là vẫn bị đánh điểm đấy là không chẳng hạn, lúc ấy đi khiếu nại mới thấy à thiếu thiếu mất một nét đúng không? Đấy là cái mình rất là phải để ý, không thì lại là sarumo kikarao chi rự cho tôi một tai nai rất là đáng tiếc đúng không? Thì đây là khai thư, hành thư và thảo thư. Âm ông yomi của chữ hà thì đọc là ka và âm cưng thì là nani nan và cưng viết đi nhá. English meaning là what, cái gì đúng không? Ví dụ sử dụng ấy thì ở đây thì như tôi vừa nói nani nan, thông thường là ví dụ là ai hỏi mình cái gì đó thì mình bảo là nan desu ka, cái gì vậy nhưng mà mình chưa hiểu đúng không, hoặc là
mình không hiểu cái gì thì mình ví dụ mình có thể hỏi Kurewa Nandeska, cái này nó là cái gì, nó Kononayo Nandeska, cái nội dung này là gì, thì dùng được cái chữ nani ở trong cái những văn cảnh như vậy đúng không. Nan nhìn có mấy người, Konohayawa imananin imasu ka ne, đúng không, trong phòng này bây giờ đang có mấy người rồi, để còn chuẩn bị ghế bàn chẳng hạn đúng không. Nan gì mấy giờ, ima nan gi desu ka, ima Vietnam de nan gi dakke, America ima wa jisa nan gi dakke, Vietnam to kuraberu to, tức là bây giờ là Việt Nam là mấy giờ đúng không, còn ở Mỹ không biết là mấy giờ nhỉ, cái múi giờ khác nhau mấy giờ, các bạn có thể hỏi như vậy đúng không. Nan demo, bất cứ cái gì đấy. Thì ví dụ như là tôi ấy, là một người có khả năng là ăn được rất là nhiều thứ, ở sang bên Nhật tôi ăn sashimi này, ăn nạc tộ, ăn các thứ rất là nhiều, thì người Nhật ấy, người ta nghĩ là gai có cự dinh, tức là người nước ngoài thì là rất là khó ăn những cái món như vậy đúng không. Họ hỏi là đây sashimi ta beられますか, tôi sẽ trả lời là Watashi wa ne, nan demo kan demo ta beられる. Đấy. Ví dụ thế, bà làm có thể dùng là tôi thì cái gì tôi cũng ăn được, tức là nan demo kan demo. Có thể sử dụng là như vậy đúng không? Cái gì tôi cũng ăn được. Cảm ơn, đúng không? Thì có thể dùng vào những văn cảnh như vậy. Kikagaku. Kikagaku là hình học các bạn nhé. Thì với những các bạn nào mà ví dụ làm về cơ khí chẳng hạn, vẽ các bản vẽ cơ khí thì sẽ dùng từ này rất nhiều, kikagaku, kikagaku kosa, là ví dụ như là những cái dung sai về hình học, cô là sẽ dùng cái từ này. Các bạn nhớ cái từ này, những bạn nào mà đi theo làm theo bên cơ khí nhá thì dùng cái từ này, kikagaku, đúng không? Từ tiếp theo của chúng ta đó là âm Hán Việt là chữ phụ, chữ phụ đây hình ảnh là ông bố, có hai cái râu vậy, rồi tóc đẹp trai quá đúng không, ông bố ở trong nhà lúc nào là đẹp trai nhất đúng không, và đây là chữ phụ của chúng ta đây, 1 2 3 4, 4 nét các bạn nha. Vâng, khai thư, hành thư và thảo thư đúng không. Ông Yomi của chữ phụ đọc là phư và âm cương là chi chi đúng không? English meaning nghĩa tiếng Anh father đúng không? Bố đúng không? Ví dụ sử dụng thì là chi chi có nghĩa là bố tôi, bố mình ấy. Đấy, watashi no chi chi luôn đấy. Còn bố của bạn ấy thì đọc là otosan. Đấy, thì có đọc là bố, bố của bạn đúng không? Sofu này là ông này, ông, và chú này thì đọc là oji, oji-san đấy, chú đúng không, là những cái ngôi chúng ta có thể sử dụng những cái ví dụ về chữ phụ này đúng không. Tiếp theo đó là chữ đâm hay biết là chữ mẫu, bây giờ chúng ta học chữ phụ, bây giờ chúng ta học mẫu, phụ mẫu. Mẫu thì là hình ảnh của một người mẹ, vâng, ôm một đứa bé rất là nhỏ đúng không, các bạn thấy hình ảnh này rất là ấm áp đúng không, thì đây người mẹ này, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày đúng không, đây là chữ mẫu của chúng ta đang học bây giờ đúng không, và đây là thứ tự viết của chữ mẫu các bạn nhé. Vào 2 3 4 này, 5 5 nét đúng không? Thì khai thư, hành thư và thảo thư. Vâng. Âm Hán Việt của chữ mẫu là âm Hán Việt là chữ mẫu, còn âm ông Yomi thì chúng ta đọc là bồ. Và âm cưng thì đọc là ha ha đúng không? English meaning thì là mother đúng không? Là mẹ. Ví dụ sử dụng nhá. Ví dụ sử dụng thì là ha ha là mẹ của tôi, oka sáng mẹ, rồi mẹ 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 của bạn nhá, oka sáng đúng không,
Sô bồ là bà, đúng không? Vừa rồi mình chúng ta học là sô phư thì là ông, đúng không? Bây giờ là sô bồ là bà, đúng không? Ô bà thì là gì? Ô bà sao? Đấy, gì cô, đúng không? Thì chúng ta sử dụng được như vậy. Gì? Từ tiếp theo, âm Hán Việt chúng ta học chữ niên. Chữ niên ấy thì hình ảnh là có một người đàn ông cầm cái này, cái liềm, đúng không? Và cái cây này không phải là cây lúa gạo, đây là cây 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 mạch các bạn nhé, cây lúa mạch ấy. Họ ở lúa mạch thì ở bên xứ lạnh ấy thì là trung bình là để thu hoạch được lúa mạch thì là hết khoảng một hơn 130 ngày, và cây lúa mạch là nó có thời gian ngủ đông khá dài, thành ra là một năm ấy. Thì ngày xưa là bây giờ thế thôi, thì là chỉ thu hoạch được lúa mạch được một năm thôi. Thì hình ảnh của một người cầm cái liềm thu hoạch lúa mạch này thì phải mất một năm, đúng không? Thì đó chính là cái chữ chữ niên là năm này, phải mất một năm. Và đây là thứ tự viết của chữ niên các bạn này, 1, 2 này, 3 này, 4, 5 và 6 nét nhá. Vâng, khai thư, hành thư và thảo thư, đúng không? Cái âm ông của chữ niên thì đọc là nên, và âm cưng thì là toshi. Vâng, English meaning nghĩa tiếng Anh thì đọc là year, đúng không? Một năm, đúng không? Đấy, vừa rồi tôi nói đấy, ví dụ sử dụng này, ichi nen là một năm, kotoshi, đúng không? Kinh niên, cái chữ kinh này được bài những bài trước ta đã học rồi, đúng không? Đương kim, chữ kim, kim niên năm nay. Vâng. Maitoshi là hàng năm, mai nên cũng có thể đọc là mai nên, nhưng mà thông thường đọc là mai toshi nhá, thì là hàng năm, hàng năm, hàng năm, đúng không? Là chúng ta có thể sử dụng được như vậy, đúng không? Như với cái chữ niên này. Tiếp theo chúng ta học từ tiếp theo này. Từ tiếp theo ấy, âm Hán Việt là chữ khứ. Đấy, chữ khứ ấy thì là hình ảnh là có người đàn ông ngủ ở dưới cái bóng cây, cái cây như này, đúng không? Thì đây là chữ khứ của chúng ta đang dùng. Các bạn nhớ đây là thứ tự viết chữ nhá. Đấy, 4 này, 5 nét, đúng không? Khai thư, hành thư và thảo thư. Ông Yomi của chữ khứ thì là chúng ta đọc là kyo và cô. Ông cưng thì đọc là sa, đúng không? English meaning thì có past, to leave, past quá khứ, đúng không? Và rời đi, đúng không? Ví dụ sử dụng thì ta có thể dùng là kyo nen, năm ngoái, đúng không? Ví dụ như kyo nen wa Wade wade nanka yattan dakke. Ví dụ hỏi cũng là trong team ấy, hỏi là năm ngoái là chúng ta cả tổ chúng ta làm được cái việc gì nhỉ, đúng không? So ne, kyo nen ne, bike de Fujisan ichiu mawatta ne, tức là năm ngoái thì là cả tổ đi xe máy vòng quanh Phú Sĩ, đúng không? Ta thật là vui, đúng không? Và đây là ví dụ sử dụng. Và saru là rời đi, đúng không? Shokyo suru, xóa. Thì cái này các bạn mà sử dụng các bạn mà dùng máy tính mà có ngôn ngữ là tiếng Nhật chẳng hạn, thì ví dụ xóa xóa dữ liệu hoặc là các thứ thì hay là dùng cái Shokyo suru, các bạn nhớ nhé. Và Yokyo suru, rời bỏ, rời bỏ cái gì đó đi, thì là chúng ta dùng cái chữ là Yokyo suru. Hay. Chữ gì? Âm Hán Việt là chữ mỗi, đúng không? Chữ mỗi thì hình ảnh là thế nào nhỉ? Hình ảnh một bà mẹ ôm em bé, ở trên này lại có một em bé lớn hơn, đúng không? Thì mỗi nhiều, bà mẹ có hai con. Đây,
Một bé trai lớn hơn đưa tay như này, bà mẹ ôm bé một bé nhỏ hơn. Ở đây là chữ mỗi chúng ta đang học bây giờ. Đây là thứ tự viết của chữ mỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nét các bạn nhớ nhá. Các bạn nhớ cái thứ tự viết chữ này cho tôi nhá. Tại vì đầu tiên học kanji hay là học bất cứ cái gì thôi, hiragana hoặc kể cả thế nào nhỉ, không phải là tiếng Nhật đâu, kể cả tiếng Anh cũng vậy. Từ ngay chia to be thôi hay là cái gì đó các bạn phải nhớ. Tại vì ví dụ như tiếng Anh sau này các bạn đi nói chuyện đây communication hàng ngày rất là bạn nhầm to be rất nhiều, quá khứ rồi hiện tại dùng lưu tung, đúng không? Đấy là đấy, do chúng ta là đầu tiên cái gốc chúng ta phải vững à, đúng không? Thế sau này chúng ta sử dụng nó quen thôi. Để khai thư, hành thư và thảo thư các bạn nhé. Ông Yomi thì là mai, đúng không? Ông cưng thì không có. English meaning thì đọc là every. Và ví dụ sử dụng, ví dụ như hàng ngày, mainichi hàng ngày, dùng ví dụ như kiểu là Kodomo Mainichi Gakko ni Ikimasu. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng những cái từ Hán, từ từ kanji chúng ta vừa mới học ở phía trên đấy. Kodomo wa Mainichi Gakko ni Ikimasu, tức là trẻ con thì hàng ngày là phải đến trường. Đấy. Mình có thể ghép những từ để có thể mình tập viết, đúng không? Ngay cái bài hôm nay thôi. Maitsuki hàng tháng, đúng không? Thì Maitsuki test độ là attan đảo này đặc là mai ni chi bên kia xin là kể bài ý kiến này tụi cả thì là hàng tháng nào cũng có phải phải test chẳng hạn, là ngày nào mình cũng phải học đấy. Thì có thể là trên lớp các bạn có thể nghe các cô các thầy cô có thể nói là như vậy, đúng không? Các bạn nào học ở Việt Nam ấy thì các thầy sẽ nói, thầy cô sẽ nói được cái như thế bằng tiếng Việt thôi. Nhưng mà ví dụ những bạn nào mà có các thầy cô được các thầy cô người Nhật dạy hoặc là đang học tiếng Nhật ở bên Nhật chẳng hạn thì sẽ nghe cái này rất nhiều đấy, đúng không? Mai tsuki testo ga arimasu yo, đó là mai nichi wa ne len siu shinai to ikemasen wa ne, đúng không? Sẽ bảo mình là như vậy, đúng không? Mai asa là mỗi buổi sáng, đúng không? Mai asa mi được cự nôn đá, đúng không? Sáng có uống sữa không đấy? Đấy. Nóng mà nay tô sẽ ra nô bia bina yo. Không uống là không cao được đâu, đúng không? Bảo các em nhỏ ấy, các em nhỏ không thích uống sữa đâu. Có những em thì rất thích, hơn nhiều em thì bảo uống là nhà là nhàng. Uống đi, không uống là không, không cao đâu. Nói là như vậy, đúng không? Từ tiếp theo, chúng ta đi đến học âm Hán Việt là chữ vương. Chữ vương đây thì hình ảnh là có một ông vua, các bạn nhìn là ông vua ấy đội mũ, vương miện, crown, rất là uy nghi, đúng không? Cầm vương trượng đây, đây là chữ vương của chúng ta đang học, đúng không? Đây là thứ tự viết chữ của chữ vương này này, 1, 2, 3, 4, 4 nét các bạn nhớ nhá. Và khai thư, hành thư và thảo thư. Thảo thư bạn nhìn thấy biết này, có nét không à? Còn đâu hành thư này, một này cũng chỉ có một nét thôi đấy. Nếu mà chúng ta chưa nhìn những cái chữ này thì chắc là cũng khó luận đấy. Khó đeo à, viết mũi tên chỉ cái gì đây hả? Quá khăn này này. Không hiểu, đúng không? Âm yomi của chữ vương thì đọc là ô, âm cưng thì không có cách đọc nhỉ. English meaning thì rất là đơn giản, đúng không? King, đúng không? Là ông vua. Ví dụ sử dụng thì có chữ O là vua, đúng không? Jo chữ nữ và chữ vương là nữ hoàng, đúng không? Rồi Ojo chữ ngược lại của chữ trên, đúng không? Là công chúa, đúng không? Oji là hoàng tử, vương tử, đúng không? Vương nữ đấy, đấy đều là những cái chữ mà chúng ta có thể ghép
với những chữ kanji chúng ta vừa mới học ở trên thôi, đúng không? Tsugi ikimashou. Hay tsugi. Tsugi thì âm Hán Việt là chữ quốc, đúng không? Chữ quốc ấy thì hình ảnh là ông vua đứng ở trong một cái thành trì này được bao quanh. Là ông vua trị vì một cái vương quốc. Đấy là cái hình ảnh là như vậy. Và bên trong này thì có quốc bảo, một cái viên kim cương. Quốc bảo có những cái đất nước nào cũng có cái quốc bảo của mình, đúng không? Thì đó là hình ảnh của chữ quốc chúng ta đang dùng. Bây giờ đây là thứ tự viết chữ của chữ quốc các bạn nhé, 4 5 6 7 8 nét, đúng không? Khai thư, hành thư và thảo thư các bạn nhớ nhé. Nhưng mà đây đây là thứ tự các bạn nhớ nhá. Âm ông yomi của chữ quốc thì chúng ta có đọc là quốc cự, quốc cự và kut. À, âm cưng là kuni. Nghĩa tiếng Anh của chữ quốc thì là country. Và ví dụ sử dụng thì là có kuni, đất nước, đúng không? Tổ quốc. Ví dụ đi ra, các bạn về sau đi công tác ra nước ngoài thì sẽ hỏi gặp một bạn nào ấy, ba ở bên Nhật, bạn bạn Nhật sẽ hỏi là Anata no kuni wa do nano kuni đặc chế nano kuni desu ka, watashi Betonamu desu nhá, trả lời là như vậy. Đất nước của bạn là gì? Đất nước của tôi là Việt Nam, đúng không? Gai cầu cự nước ngoài tức là đi ra khỏi biên giới của nước mình thì gọi là nước ngoài, đúng không? Gai cầu cự thì, ví dụ gai cầu cự go là tiếng nước ngoài, đúng không? Ngoại ngữ đấy, nhà mình gọi là ngoại ngữ thì tiếng gọi cũng nhiều người cũng gọi là tiếng nước ngoài. Gai cầu cự go anata wa nani go hanashimasu ka, đúng không? Bạn có thể nói được tiếng ngoại ngữ gì? Đấy. Nihongo desu chẳng hạn, mình người Việt Nam mình nói được tiếng Nhật thì đấy là bạn nói được gai cầu cự go là tiếng Nhật, đúng không? Cầu cự sai quốc tế, đúng không? Quốc tế là những cái giao lưu quốc tế thì đọc là chữ cộc cư sai này. Đối ngược với chữ quốc tế thì có cộc cư nai, quốc nội. Ví dụ như là chữ ví dụ các bạn mà sang sân bay của Nhật, đúng không? Thì sẽ ngoài cái announce tức là cái hướng dẫn bằng tiếng Anh thì các bạn nghe tiếng Nhật thì có thể là các bạn sẽ nghe được là ví dụ cộc cư sai binh nan bằng ví dụ Kokunai Bin tức là tuyến bay quốc tế số này Kokunai Bin là tuyến bay nội địa quốc nội, đúng không? Là số này chẳng hạn thì họ sẽ dùng những cái từ này ở sân bay khá nhiều, đúng không? Kokusai, Kokunai, đúng không? Kokuseki là chữ quốc và chữ tịch, đúng không? Quốc tịch, đúng không? Anata no kokuseki wa nan desu ka? Vietnam desu, đúng không? Anata no kokuseki wa nan desu ka? American desu, Nihon desu, đúng không? Tôi là quốc tịch Việt Nam, quốc tịch Mỹ, quốc tịch Nhật chẳng hạn thì là sẽ hỏi có nếu mà những cái từ này cũng dùng cũng 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 tương đối nhiều. Ví dụ như kiểu là các bạn nào thế nào nhỉ? Ở bên Nhật thì các bạn mà sang bên Nhật các bạn sẽ tìm những cái lớp Volunteer thì ở đó thì có rất là nhiều các bạn nước ngoài thì những cái từ này dùng tương đối khá nhiều. Ví dụ như Anata no kuni wa nan desu ka, sẽ có những cái bài hội thoại nói chuyện là như vậy, hoặc là Anata no kokuseki wa, sẽ có những từ đầu tiên khi các bạn men xét dự vào lớp là thầy cô đã hỏi các bạn như vậy rồi, đúng không? Vâng. Tiếp theo thì tôi xin gửi đến các bạn Yomoji Jukugo như mọi hôm. Hôm nay tôi gửi các bạn đó là chữ là Hekinin, Hekyo tức là bách nhân, bách dạng. Thì ý nghĩa của cái chữ này là Hito wa onono chigatta kangaikata to yarikata wo suru tuyu koto, tức là mỗi mỗi người thì
đều mỗi người khác đều có một cái suy nghĩ và có hành động khác nhau, tức là không ai giống ai cả, đúng không? Thì đó là cái câu mà tôi muốn gửi đến các bạn. Thế thì, tức là gì nhỉ? Trái đất của chúng ta thì có rất nhiều người nhưng mà không ai giống ai. Thế là mình không giống bạn mình cũng suy nghĩ cũng không 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 giống mình đâu. Đây ví dụ như đây, ví dụ trong đoàn thể này rất nhiều người đúng không? Con trai con gái đúng không? Các màu da đúng không? Rồi trong công ty cũng thế, có rất là nhiều người, không ai giống ai cả, đúng không? Mỗi người một suy nghĩ nhưng mà chúng ta là thế nào nhỉ? Tất cả chúng ta đều cùng chung sống ở trên một mẹ trái đất này. Thành ra là mỗi người cố gắng chung tay xây dựng những cái mục đích của mình này, xây dựng cho mình làm sao cuộc sống ngày càng vui vẻ đúng không? Rồi xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, và nói rộng hơn nữa, nói vĩ mô hơn nữa là xây dựng cho quốc gia chúng ta ngày càng hùng mạnh và chung tay bảo vệ trái trái đất của chúng ta, sao cho cái hành tinh của chúng ta ngày càng xanh sạch và đẹp. Đó là cái ý nghĩa mà không phải ý nghĩa mà là tôi muốn chia sẻ. Cái sau khi chúng ta học cái từ là bách nhân bách dạng này, chúng ta người mỗi người là chúng ta đều khác nhau nhưng chúng ta hãy chung tay xây dựng hành tinh của chúng ta làm sao cho càng ngày nó càng tươi đẹp hơn, đúng không? Vâng, thì đó là bài tôi xin kết thúc bài học của hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo. Và nếu các bạn thấy bài học của CNTV bổ ích thì hãy nhấn nút đăng ký để chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật những bài mới nhất đến các bạn. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn bài tiếp theo.